ông chủ nhà này đó là bà con chú bác ruột với mình, là ông con của là bác Chính, mình con ông thứ 10. Ông ghi là ông không có nhà thì ông ghi đây: một cây bần chết dưới bến, hai cây bần kế cây gừa bữa đốn bị đứt tay, ba cây gòn lớn lít vú sữa, bốn cây gòn ganh giữa chú chía dạ. Dạ, chú 13. Thì đây nè, nó đi cái cua đó, cái gòn đó. Dạ. Là 4 cây không? À 4 cây. Dạ, có đường cây. Có đường cây mà nãy giờ lo nhiều chuyện, mà có cái là để xin thưa với bà con luôn, mình nói những cái chiêu gì nữa. Tại vì là cái giờ ngọ, giờ này là 11 giờ rưỡi rồi, 1 rưỡi cho tới 1 rưỡi là cái giờ ngọ. Giờ ngọ đó là cái giờ giao giữa buổi sáng và buổi chiều. Là cái giờ đó là cái giờ là thường thường á là giờ đó giờ thiên. Giờ thiên á là trong khi đó là chư thiên là người ta đi tới lưu hội họp với mà lại chư thiên với cõi âm á, lúc đó là ta nghỉ ngơi. Thứ hai nữa là nói về mặt khoa học á thì cho bà con già, người già giờ giấc ta nghỉ trưa, hoặc là mấy người bà đi làm công chức cho nhà nước thì cái giờ đó là giờ nghỉ trưa của người ta, cái giờ là giờ vàng, kêu là vàng ngọc của ta đó. Với lại mấy cháu nhỏ thường thường là đi học về dắt đó nó mới về, nó mới ngủ chưa, chứ rồi bắt đầu giờ chiều nó mới đi học nữa. Thì giờ đó là giờ cao điểm nên dừng lại, nên không gây tiếng ồn. Tiếng ồn là một là người ở trên trần gian là nó quở, còn hai nữa là cõi vô hình người ta cũng quở nữa, cho nên tạm dừng. Vậy là quý bà con nào làm cái nghề này nên chú ý giùm. À, dạ rồi xin thôi. Cắt cái sớ tao quần này đi quá cái sớ tao quần. Anh em nào á đã đi trước rồi, đi rút kinh nghiệm rồi là cái đó người ta khỏi cần phải nghe. Còn mấy người mà ở giường hoặc là anh em mà mới ra nghề là tao phải học hỏi. Tao nói giờ bác học không ngừng học là gì đó. Yeah. Hồi nãy giờ ba cái Hoa cũng có chia sẻ kinh nghiệm mà ba cái Hoa cũng đã rút ra được trong 29 năm. Còn cái da tay mình á, ví dụ cái da tay mình bị khô, mình bám cây nó không dính, nhúng miếng nước. Dạ. Đó, vậy á là cái da tay mình nó mịn lại là nó có cái độ hít. Còn mà cái cây ướt là mình lau cái tay mình cho khô. Dạ. Mà cái cây khô quá mình làm cái tay mình cho ướt. Đó là vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục leo lên cây bần nữa chưa? Cái này nó nghiêng qua đây nè, đây cái gạo nằm đây nè. Cái này nó nghiêng qua đây nè. Cái này dưới xài đây nè, cái xài. Xuống ngay cái góc bưởi luôn kìa. Thì quá nghiêng. Thank you.
Thank you.
năm có việc làm luôn. Và cũng có nhiều người ta bình luận, ta hỏi là cái cây là có tâm linh có đúng gì không, tại vì mình trên thế gian này có một cái là bên khoa học và một cái là bên vô vi, là cũng như là hữu hình và vô hình. Cái hữu hình đó là sự hiện hữu có hình thức hình tướng trên đời, còn cái vô vi hoặc là vô hình đó là mình sẽ không thấy được mà mắt thường, có thể là camera mà tối tân rồi cũng không thấy được nữa. Người ta sống bằng cái tâm thức, mà cái tư tưởng. Cho nên ta hỏi là cái cây á có nghĩ là có vong linh ngự không, hoặc là có mấy cái đấng thiên điên tối cao nào, hay là mấy ông bà gì ngự không? Dạ thưa, đều có. Cái cây gì đó, cái cây á là cũng có linh hồn. Nó cũng có là hô hấp nè. Rồi nó có quan hợp nè. Nó cần uống nước nè, nó cần dăng nắng nè. Là nó cần là đất nước gió lửa đó. Nó cần có khi á là gió là không khí, mà lửa là có khi lửa trời đó, ánh sáng trên trời cũng gọi là lửa, mà lửa mình đốt để nấu chín nung nấu thức ăn cũng là lửa. Cho nên á là nó phải cần đó. Khoa học có chứng minh là cái cây nó sợ chết. Là chỉ có hai người mà không có hại nó thì nó sẽ không sợ, mà cái người mà có khả năng để hại nó là nó sẽ sợ. Giống như mình lại là cái cây là nó có thể run sợ. Đây người ta đo cái sóng âm của cái sự run sợ của cái cây á là nó khác biệt với cái người mà bình thường á, ví dụ cái người phụ nữ nào giờ ta yếu chân mềm á, lại là nó không sợ. Mà cái người mà có thể sẽ làm hại cho nó, tổn thương cho nó là nó rất là lo sợ. Cho nên mình là cũng giống như mình sát sanh con cá chẳng hạn vậy, đi chài lưới vậy. Mình con nào mình nên ăn là mình bắt con đó, con nào không nên ăn mình nên thả. Mà bắt được con nào lớn mình bắt, con nhỏ mình bỏ đi, hoặc là con nào mang trứng mình bỏ đi để nó duy trì nồi giống, để nó có thể nó sanh sản, nó tiếp tục cái giống nồi của nó. Mình đừng nên tuyệt chủng nó, hoặc là mình đốn cái cây. Cái cây mình đốn mình phải dưỡng cái cây dưới, cái cây con dưới dưỡng, nó che tàn mang mọc là vậy đó. Mình dưỡng nó lên để mai mốt mình có sử dụng, mình có xài. Cho nên cái cây mình lại, mà cái cây tâm linh á, mấy cái vong linh á, làm thường thường bởi mình hay là niệm trong đó. Tại vì trên thế gian này nhiều đạo lắm, mà đạo nào cũng dạy mình ăn hiền ở lành. Còn mình tại vì mình chuyên minh đạo Phật, mà mình niệm Phật không rồi cái mình sợ mình làm là tổn thương các đạo khác, cho mình là mình mới dám làm thầm không. Mình không có giấy, không lời nguyện, mình không có lớn tiếng lên trên mạng, cho nên cho còn mà tại vì mình hồi xưa mình cũng từng đi tụng kinh đám với quý thầy đó, đám tang nè, thí dụ là đám là mấy người chết đó, là mình phải đám tẩn liệm ta nè, rồi xong rồi đám cúng vong nè, rồi là cái khai cửa mộ nè, rồi mượn từng là sơ thất, người nhị thất, tam thất, tứ thất, ngũ thất, rồi lục thất, rồi thất thất là gọi là chung thất chi tầng đó. Rồi là còn sơ thất chi, gọi là bắt đầu làm tiểu tường chi tầng là đám giáp năm. Rồi trung tường chi tầng là năm thứ hai, đại tường chi tầng là năm thứ ba. Thường xưa 3 năm người ta mới xả tang. Cho bây giờ có khi rồi mới đưa ra mộ là phải xả tang liền, đã đặng ta đi làm ăn. Ta sợ mang tang là sẽ xui, không phải xui đâu, mang tang nó để chữ hiếu. Cái người nào mà mang được cái tang đó là bây giờ ai mang tang mà lại nhà người ta đuổi đi sợ xui xẻo, lại mình tôn trọng người đó lắm. Người đó dám đi ra ngoài đường mà mang cái tang là người ta là tôn kính cha mẹ, có hiếu đạo đã mới mang được cái tang đó. Rồi mình lại trở về vấn đề cái cây á, vong linh là nhiều lắm. Vong linh là vậy nè, cái người mà trong vòng 49 ngày không được tụng kinh bái sám, không được cầu siêu, không được là con cháu trong gia đình mà đi để làm phước làm này kia đó, thì cái vong sẽ bị lạc lõng chơi vơi, không có nương tựa, cho nên nó thành cái kẻ nó chết oan chết ức,
rồi gông viêu đi ngoài đường, rồi bắt đầu mới không chỗ tựa, đương tựa, mới là nhập vô, mới nương tựa vô cái cây đó. Trong cây đó là cũng nhiều nhiều đời, nhiều kiếp trước là người ta không có quanh quẩn đốn cây này á, thì nó sẽ lại cây khác ở, rồi bắt đầu nó gom gom vô ở. Mà nếu mà có ai có công năng đọc tụng kinh chú, mấy là thỉnh hoặc là xin là đi đi, có lâu lâu bởi vì có quý thầy mà đi là kêu là cái kêu cầu siêu á, ta cúng cầu siêu cho các vong linh mà bị là cơn sóng thần nè, rồi các vong linh mà bị là dịch bệnh Covid nè, người ta mở ra một cái đó là kêu là giống như là cả thế giới luôn, một ngày đó vậy chẳng hạn gì đó. Các đạo khác luôn, ví dụ là đạo Hiếu Nghĩa nè, đạo Tin Lành cũng nè, đạo Thiên Chúa cũng có nè, rồi đạo Hòa Hảo cũng có nè, cả đạo nào cũng vậy. Mình là nhớ công ơn hết, cho nên là người ta tiễn cái dòng nó đi về trên được, thì người nào nghe được kinh kệ đó người ta sẽ đi được, ta siêu thoát được, thì ta không còn ở cây đó nữa. Cho nên bây giờ các thầy chùa, các quý ông thầy ở chùa đó là tụng kinh này, cái đi xe hơi xe này kia người ta ghét ổng, chứ thực ra là ổng có chiếc xe đó, ổng đi ổng làm cái đạo pháp không á, tại vì ổng cái đó là kêu là pháp sự Phật sự nó đó, đi để chi lợi cái nơi đó để người ta làm một chuyện lớn, ta cầu siêu cho bá gia bá tánh thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, rồi giúp cho là cơm no áo ấm, giúp cho này kia, là cũng nhờ mấy ổng, chứ đừng có ghét mày không. Còn mình cúng dường tam bảo, đừng cúng dường chùa chứ mày cho nghèo, cái người nghèo là cho được có người đó hả. Rồi cái ở chùa là gì nè, người ta quyên góp từ thiện, có thể người ta đi làm chuyện lớn, có thể người ta thuê được máy bay, người ta qua nước ngoài, người ta từ thiện cho ở châu Âu, châu Phi, mấy người mà lạc lõng đó. Chỉ có ở chùa ta mới làm chuyện đó, với cỡ của cơ quan nhà nước ta mới làm chuyện đó. Chứ mình có làm gì được đó, mình làm được giúp được hai người, ba người à. Rồi ở chùa người ta mới thuê có thể được 5-7 chiếc xe mà 53 chỗ ngồi đó, ta làm chuyện lớn không, mà mình không thấy chuyện đó. Mình thấy người ta chạy xe tay ga, xe du lịch cái chê người ta là không phải. Mà cái người mấy người vậy là cái phước phần người ta tiền kiếp đã nhiều đời nhiều kiếp, người ta gom tụ lại cái đức cái phước của người ta lớn lắm, người ta mới được như vậy. Rồi mình cứ so sánh với ta, ủa sao tôi làm phước hoài mà tôi không được vậy. Mình nghĩ coi cái kiếp trước mình có làm chuyện ác không, mình đâu có nhớ. Rồi mình kiếp này cái ủa sao tôi làm hiền hoài mà tôi bị nạn bị này kia, để mới mốt chắc tôi làm ác quá. Không phải, mình làm ác là mình bị liền đó. Tại vì cái thường là cái phước giống như cái cục đà pin điện thoại, mình sạc vô mình mới có xài được, còn mình xài mà mình không sạc là hồi nó hết pin. Cái phước như cái cục pin điện thoại nó giống vậy đó. Cho nên lan là phước. Rồi những cái cây nào mà ở chùa đình miếu á, có gì mấy cái vị thần thần cây, hoặc là lên mấy người cái cây lớn hơn tuổi, lớn tuổi á, hàng trăm năm là kêu là đã thần cây rồi. Tại vì con người mình hồi nhỏ thì nó nít, lớn lớn lên cái con này vị thành niên, lớn lớn là con này thanh niên, có lớn này cái ông này sồn sồn, rồi cái ông kia ông lão tướng ông già, có cái ông ta mãn phần rồi là ta lên bậc cửu quyền, thì nó càng ngày lên lên những cái cây nó vậy. Cái u cây này nhỏ tí xíu, sau là cái đại thủ, sau này cái thần cây đó là nó có tình của tớ lớp. Rồi cho nên đó là mấy cái đó là mình phải xin, mình lại mình vỗ vô cây, mình xin là thảo mộc thần cây cho con tên gì đó, con hôm nay con lại hạ cái này, mà mình xin 2-3 lần là chứ không xin liền. Rồi mình cảm động là cái, rồi hoặc là mình thắp nhang rồi mình mới xin quý ngài quốc phước mặt phước mài ngự cái này, xin giờ chân về chùa về miếu ở là người ta mới dám đi. Giống như là mình lại ở mà cái dòng mà đi theo mình mà lại ở trước cửa vô chùa không dám vô, long thần hộ pháp hai bên đó, ông thiện ông ác đó, thì đây bên đây ông hộ pháp với bên kia là ông diện viên dương bồ tát á, đâu dám vô ông cản, đâu cho vô. Mà có người xin, dạ nam mô Phật, dạ xin chư thiên chư thần đây chùa này cho con mượn cái dòng cha, mời thỉnh rước cái dòng cha con tên đó hồi đó đó đi vô đây đặng bái Phật, hay là thỉnh nghe lời kinh lời pháp gì trong chùa để cho ba con được siêu thoát, là người ta sẵn lòng cho vô. Giống như hồi xưa mà có cái gặp hát, gặp chiếu bóng chiếu phim mà mình dắt nít đi theo, tại vì là mình mua cái vé lớn á, mình mua thêm một cái vé nhỏ nữa mà ta có thể cho được hai đứa, mà dắt vô về cái ta nói ai đấy, dạ con tôi, dạ cháu tôi, thì vô đi cái đứa kia nó ăn gian lại nó kè vô, không này không phải cháu tôi, bị đè đuổi lên liền. Đấy đâu có được xin, thí dụ rồi ban đầu muốn xin nữa là phải mua cái vé đó, bởi vì cái tiếng chào cao mâm cổ là vậy đó, đi chùa đi miễu đi thì kia để chi, mình cầu nguyện cho là đất nước hòa bình, các cái chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn thập loại cô hồn hà sa ngã quỷ đẳng nản chi hoành hồn á,
trưởng thừa Phật lực, thính pháp văn kinh, tốc xã mê đồ, siêu sanh tịnh độ, là người ta đã siêu sanh rồi, là tao đâu hại mình. Cứ lỡ cái cây này ai nói à, Tùng ơi mày dám đốn cây đâu không? Ví dụ ngược siêu tên tờ tôi làm 29 năm rồi, cây này tôi hạ như đồ bỏ là rớt liền, rớt cái đạp liền. Khỏi tới lại cái cây thôi cũng có khi sặc máu nữa. Mình lại dạ dạ chưa biết nữa, để con lại con xin thử coi, con xin được không mình ra cho con mới đốn. Chứ đừng có dỗ ngược siêu tên, mình phải khiêm tốn mới được. Lại rồi bắt đầu mình nguyện mình giải sinh, rồi mình tụng chú đại bi, rồi mình tụng chú dẫn sanh, hay là chú dẫn sanh có cái hay lắm. Dẫn sanh là mình quan gia trái chủ lại mình viết á, là người ta nghe viết người ta siêu, ta nói ồ thằng đó tội nghiệp lắm, nó ác ác chứ nó thương mình đó, nó ác với ai chứ gặp mình chứ nó lỡ làm đỡ tay gì á, chứ nó còn cầu mình đi tốt hơn á đó. Giống như cái thái đứa nít lại đây, nó té xong nhảy lính nó quýnh nó bật tay là đâu phải ghét đó, mà nó tưởng nó ghét đó, quýnh nó cái nó giận mình hoài, nó giận mình. Mà có người lại khác lại trời ơi giận ổng chi, không cứu mày đó, hồi đó không cứu mày là mày chết ngắt rồi, chứ quýnh chỉ có bàn tay mày chết ổng hoài. Mà giống như là ví dụ mình cho mượn tiền đi, cho mượn 10 lần 9 lần ha, có 1 lần nó mượn tiền không cho. Ôi trời giờ tôi mới cho ông kia mượn rồi, tôi không có tiền mượn, cái giận ta ghét luôn 9 lần trước luôn đó đó. Cho nên không được là mình cái cộng qua cũng cộng lợi, thí dụ cái là có công thì thưởng, có tội thì trừng, nhưng mà mình cân qua cân lợi cho sao. Giống như ông ấy là giết người mà có thể cải tạo được không, nếu cải tạo được thì cho ông chung thân, hoặc là cho ông rồi bắt đầu giảm án từ từ. Còn ông nào ác quá tuyên bố một câu phán tòa phán liền, ông này không thể cải tạo được nữa, không còn để cải tạo được, không có để trên xã hội này là vật thừa thải, là cứ như tử hình liền, hoặc là nó có biện pháp vậy đó. Cho nên là cân đo đong đếm là như vậy đó. Rồi những cái cây ở đình chùa miếu mình lại là mình phải nguyện mình xin. Mà mấy đứa này ít quay phim đó, tại mình nguyện một cái nó dài sọc, mà nó quay phim đi nữa là ta coi ta nhầm chán, cho nên nó lướt vào thôi. Vô mình thấy vô tụng chú đại bi thì mình phải sạch sẽ tay áo tay dài đồ vô, rồi nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Rồi nè, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, nam mô hắc đà đắc na ra na dạ dạ, nam mô di đà bà lô yết đế thước bát la gia bồ đề tát đó bà gia. Thí dụ ra bụng con cái đó là nó dài một trang mà mình đọc rồi thì là ta nghe ta chán, nó cái này tao thuộc rồi mày đọc chứ tao nghe chứ, cái là cái thí dụ. Rồi cái bài mà thí dụ chú mà giảng sanh á, mình phải đọc là từ 7 biến cho đến 21 biến. À, nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ đa địch dạ tha a di đà đô bà tỳ a di đà a bà tỳ a di đà tỳ ca đăng đế a di đà tỳ ca đăng đa và di ni và na chỉ đa ca lệ ta bà ha. Mình đọc như vậy xong rồi mình nguyện xong đàng hoàng, mình đốt nhang đàng hoàng là bắt đầu là ốc cục nó nổi gần hết trơn là biết rồi đó. Ta cho mình đó là ra làm đó, chứ đừng có ẩu, nó thiệt mình nói là tại vì nào giờ mình đi cưa chứ ở nhà mình thờ tổ đàng hoàng á, có cúng tổ đàng hoàng, hai một năm có hai kỳ rồi đó. Vì mình linh tại ngã bất linh tại ngã, mình tin tưởng người ta mới độ mình, có thờ thì có thiên có kiên có lành đó. Rồi mình với cái cách thức của mình làm mình phải rút kinh nghiệm nữa đó, chứ không phải là thấy rồi vô ầm nó vậy đó. À, vậy xin chia sẻ với bà con vậy nha, vừa cái cây nó nhỏ la quá cho nên mình mượn cái thời gian này mình cho nó clip nó dài một chút. Dạ dạ đạo mô Phật, dạ xin chào. Rồi dừng cuộn dây một tiếp nữa.